Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thanh Hùng, ngụ xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vào năm 2020, Nguyễn Thị Thanh Hiền có nhận 100 tỷ đồng từ anh ruột ở nước ngoài gửi về để mua đất. Hiền sau đó đã đứng tên làm hợp đồng mua 22 thửa đất của các hộ dân ở khu vực xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải. Đối tượng và bạn là Lê Phương Đông đã nhờ Trần Thanh Hùng, cán bộ địa chính xã Lại Sơn, làm lại giấy tờ của 22 thửa đất nói trên. Sau đó, Hiền giả chữ ký của 9 người bán đất nhằm mục đích nâng giá mua đất lên nhiều lần để chiếm đoạt số tiền gần 7 tỷ đồng của người anh. Đồng thời, cả hai còn nhờ Hùng làm giả 8 hợp đồng để nâng khống giá đất, chiếm đoạt số tiền hơn 25 tỷ đồng. Trong đó, Đông đóng vai trò cung cấp các thông tin có liên quan để Hùng làm giả các hợp đồng nói trên. Như vậy, Hùng và Đông đã cấu kết với nhau giúp sức cho bà Hiền chiếm đoạt số tiền hơn 32 tỷ đồng.